Vâng, thưa quý vị, như đã vừa giới thiệu với quý vị với chủ đề về một người yêu cây cảnh và hiểu rõ về hoa sứ sẽ cùng trò chuyện với chúng ta trong chương trình hôm nay, thì chúng tôi đã có mời đến phòng thu vị khách mời anh Đoạn Giàng Phong, một người rất yêu cây cảnh và hiểu rõ về loài hoa sứ. Và xin chào và cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với chương trình 1 giờ với phòng hôm nay. Vâng, xin chào anh Đài cũng như nhà họ, chào các chị và khán giả. Mình là Đoạn Giàng Phong, hiện mình đang có một trang trại hoa sứ, cũng có thể nói là khá là rộng ở Hải Phòng cũng như là khu vực miền Bắc. Thì cái loài hoa sứ này nó có nguồn gốc và có đã được chơi ở Hải Phòng cũng như miền Bắc mình từ rất là lâu rồi. Từ những cái năm mà mình còn chưa sinh ra, mình đã nghe được những cái câu chuyện là liệu muốn chuyển một cái cành hoa sứ từ miền Nam ra miền Bắc này thì cực kỳ là khó khăn, vì cái giống cây để chuyển ra đây để nhân được thì nó cũng phải tương đương với cả một chỉ vàng một cái cành sứ bây giờ. Ôi, đắt quá. Dạ vâng, thưa anh Đằng Phong, có thể nói là hoa sứ thì như anh đã nói không phải là một loại hoa mà quá xa lạ với chúng ta mà cũng được ưa chuộng rất nhiều đúng không ạ? Vậy thì hoa sứ xuất hiện ở nhiều nơi, từ nhà ở này, công viên đến chùa chiền, nơi thờ cúng. Vậy anh có thể cho biết là về nguồn gốc của hoa sứ thì ở đâu không ạ? Hoa sứ này thì nó bắt nguồn từ các cái nước khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, bởi vì nó rất là ưa sứ nóng và không khí nóng ẩm thì càng thích hợp với nó. Có một cái đặc trưng là ví dụ như với Hải Phòng mình chẳng hạn đấy, thì hoa sứ lại sẽ nở mạnh vào cái mùa nóng và mùa lạnh thì nở rất, cũng vẫn nở được đó. Cái mùa tháng 4, tháng 5 này đang là mùa chính của hoa sứ, nhưng mà đến cái mùa khoảng tháng 9, tháng 10 thì là mùa phụ, hoa vẫn ra. Nhưng có một đặc điểm đó là khi mà đến khoảng tháng 11, giữa tháng 11 hoặc đầu tháng 12, gió mùa đông bắc về thì lập tức cái bông hoa nó tàn ngay, nó đang nở nó bị ngắt hẳn một phát, là nó héo hẳn xuống, là bởi vì nó không gặp gió đông bắc là hoa sẽ tàn, lá của cây sẽ rụng, nó sẽ trụi, cây sứ sẽ rụng trụi mất trong cái thời điểm mà gió mùa đông bắc về. Cây hoa sứ là rất thích hợp với cả thời tiết của miền nhiệt đới đúng không ạ? Vậy thì hoa sứ là giống cây bản địa hay là được du nhập từ nước ngoài vậy ạ? Hoa sứ thì phải nói là du nhập từ nước ngoài là chính, chứ còn nguồn gốc thì không phải ở Việt Nam chúng ta. Như đã nói thì ở các nước nhiệt đới, kể cả là giống ở đây chúng ta có sứ ta và sứ Thái là phổ biến, thì cả sứ ta và sứ Thái đều cũng không phải bắt nguồn từ ta và Thái Lan cả, đều là từ các cái khu vực như kiểu là ở châu Phi chuyển ra là chính, vì cái nơi sứ nóng, những cái miền đất khá là xa xôi nhưng mà có một cái khí hậu thời tiết tương đương với mình đúng không ạ? Chúng ta gọi là sứ ta và sứ Thái là bởi vì cái dòng sứ ta thì sau khi chuyển tới đây rất nhiều loại thì bắt đầu có cái cây sứ ta đấy nó phù hợp đối với khí hậu thì nó sống khỏe nhất ở đây, thì sứ đấy gọi là sứ ta. Và có một dòng thì lại phù hợp với khí hậu của Thái Lan thì sứ đấy người ta gọi là sứ Thái ấy, tức là Thái Lan ấy, thì có hai dòng đấy là phổ biến. Vậy thì anh quan sát thấy cái hoa của hai loài sứ này nó có gì khác nhau mà mình có thể phân biệt khi mà nhìn vào biết đây là cây hoa sứ ta, đây là cây hoa sứ Thái không? Hai loại này thì rất là dễ phân biệt, bởi vì là sứ ta và sứ Thái nó khác nhau nhiều điểm, ví dụ như từ cách trồng, cách chơi. Nhưng mà để phân biệt hoa thì hoa sứ ta là hoa đơn, tức là một bông hoa nở ra bông sứ thì năm cánh là một cái bông nở ra như kiểu giống một chút hoa loa kèn và nở ra, đấy là sứ đơn, chỉ có 5 cánh thôi đúng không? Và đấy thì nó như bông hoa loa kèn đấy, thì đấy là một bông. Như sứ Thái thì nó là hoa cánh kép, nó nở ra nó chùm như kiểu hoa thực dưỡng, như kiểu hoa cầm chướng ấy. thì đấy là sứ Thái, nên nhìn một phát là nhận ra ngay, thì cái bông sứ Thái thì không thể đếm được cánh đấy, như sứ ta thì nở ra thì đếm được cánh. Như kiểu như là sứ Thái thì sẽ là hoa kép đấy đúng không? Vâng. Nhiều những cái cánh hoa, còn đâu là sứ ta thì chỉ có 5 cánh thôi. Vâng. Nghe như vậy là quý vị khán thính giả cũng chắc sẽ nắm qua được. Khi mà nhìn một chút về màu nữa thì sứ ta thì đa phần là màu hồng là chính, hồng đỏ là chính, có thêm một chút là trắng, tức là cánh đơn đấy. Còn sứ Thái thì được cái là nhiều màu hơn. Ví dụ như là có đỏ, có vàng, có trắng, có hồng, có màu lai lai một chút. Nhưng mà sứ ta thì khi mà hoa nó tàn, cái bông hoa khi hoa nó tàn thì nó rụng xuống, nó không còn bám ở trên cây. Nhưng cái bông sứ Thái thì nhiều màu, nhưng mà khi nó rụng thì nó không tàn, nó tàn nhưng nó không rụng đi, nó cứ thành như kiểu một cái bông trùng hoa khô á. Chúng ta sẽ nhiều khi nhìn nó hơi xấu một chút, gọi như kiểu một búi rác trên cây. Thì lúc nở thì rất đẹp, nhưng lúc tàn thì lại phải dọn. Còn sứ Thái, sứ ta thì chúng ta không cần phải dọn nữa mà nó tự dụng luôn, nó tàn nó hoa sẽ tự dụng xuống. Rất nhiều đặc điểm để dễ phân biệt. Và có một điều chúng ta không thể phủ nhận chính là hoa sứ rất được ưa chuộng bởi nhiều người. Và theo anh thì một người trồng và yêu thích hoa sứ thì hoa sứ có những đặc điểm gì và đặc điểm nào mà khiến
được nhiều người ưa chuộng nhất? Hoa sứ có cái đặc điểm mà được nhiều người ưa chuộng nhất thì phải nói đó là dễ trồng và dễ chơi. Bởi vì có những người, chính những người chơi người ta cũng đến vườn mua và người ta nói là người ta phải chơi hoa sứ. Và bởi vì người ta, cái đặc tính của người ta là đi công tác, nhiều lúc là vẫn bỏ đi rời khỏi nhà mất nửa tuần một tuần mới về. Cái sứ này thì chúng ta trồng có thể nói là để cả năm không cần tưới, không cần chăm sóc, không chăm bón, cứ để nguyên phơi trên nóc nhà, nắng chang chang như vậy thì có khi là cỏ chết khô nhưng cái sứ chưa chết. Đấy, nó cực kỳ là khỏe, tất nhiên là nếu mà nó là phơi nóc nhà thì chúng ta phơi từ 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 từ, chứ đang trong dâm mà chuyển ra thì nó sẽ cháy ngay. Nhưng nó quen rồi thì nó sống khỏe hơn cả cỏ nữa, là cỏ, cây cỏ chết khô rồi. Đấy, nhưng mà sứ thì chưa, vẫn còn nguyên và khỏe. Đấy là đặc tính khỏe. Nhưng có một cái yếu điểm đó là nếu mà nhiều khi người ta bảo khỏe thế mà đôi khi lại chết. Thì tại sao nó lại chết được? Là bởi vì đặc biệt là vậy, khi chúng ta trồng từ bé đến cái tầm lớn nhất định chúng ta thay trọng. Thì cái vấn đề thay trọng là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm của cái sứ. Nếu mà chúng ta thay trọng, chúng ta cái cách thay đúng là chúng ta nhổ cây khỏi trọng, sau đó chúng ta treo khô vào trên không khí. Có thể treo nửa tháng, một tháng được. Đến thế xong đó chúng ta bắt đầu mới trồng xuống. Trồng xuống thì từ từ mới để đưa ra ngoài, không được đưa ra mưa ngay. Để hạn chế nước. Thì cho nó khô, sau đó là dần dần đưa ra. Sau đó khoảng vài tháng bắt đầu mới được chăm bón vào. Tức là phải cho cây nó khô, nó quắt lại một thời gian, coi như là như kiểu chết lâm sàng một thời gian. Thì bắt đầu mới chăm bón lại. Thì cây sẽ rất là khỏe. Nhưng những người mà nhiều khi là chúng ta lấy nhổ cái cây lên chúng ta trồng ngay, hoặc chúng ta để nó bị dính nước nhiều, sau đó lại chăm bón một ngày thì cây sứ nó không chết ngay. Nửa năm đến một năm sau nó mới chết. Cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ngày xưa có những cái cây sứ bây giờ cũng vậy thôi, tương đương với tiền bây giờ nó rất giá trị, vài trăm triệu đến một tỷ. Thì như ngày xưa là thời mình còn nhỏ một chút ấy, thì có những người chú ấy, là bán một cây sứ đi để lấy vợ, là lo một cái đám cưới thoải mái. Vào những năm chín mấy 2000 ấy, thì là một cái cây sứ nó tương đương với lại tổ chức được một cái đám cưới. Giá trị khá là lớn đấy chị. Bây giờ thì không, chúng ta đã có sở hữu được bao nhiêu cây rồi ạ? Những cây to như thế thì được khoảng gần 20 cây. Còn những cây nhỏ mà cây to đấy là đường kính nó khoảng 1m8, 2m cái chậu. Còn cái cây nhỏ mà đường kính khoảng 80-85 phân thì là khoảng hơn 1.000 chậu. Một cái giá trị gia tài khá lớn đấy, đúng không cô Nguyệt? Và ngoài ra thì như thế thì hẳn là những cái chậu sứ nó rất là nặng và khó di chuyển, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình di chuyển thì chúng ta phải làm như thế nào ạ để mà có thể nâng niu được những cái chậu cây như vậy? Thực ra là nó nặng, nhưng mà chúng ta nhấc vào và sử dụng những cái xe nâng thủy lực là có thể di chuyển được. Có một cái mà phải đặc biệt để ý đó là cái sứ thì nó có nhựa sứ rất đắng, thì nhắc đến di chuyển là phải nghĩ ngay đến, ví dụ như là những cái khách hoặc là người không chuyên ấy, mình dặn là đeo khẩu trang ngay, vì nó chỉ cần quệt nhựa vào tay thôi, mình có quệt hơi chạm vào môi thì có thể đắng hơn nửa ngày sau mới hết được cái hơi của nhựa sứ ấy. Và ngoài ra thì hình như là nhựa sứ là còn hơi độc một chút, đúng không ạ? Thực ra nhựa cây thì không có cái gì nhựa cây không độc cả, bởi vì nó gọi là độc cũng đúng, mà chúng ta gọi là nó cay, nó nóng và nó nặng ấy. Đấy, như kiểu nhựa mủ hay nhựa cao su ấy, bất kỳ cây gì nhựa nó đều là cay và nặng cả. Thì nó không phải là cái thuốc, và không phải thuốc bổ, không phải thứ để chúng ta ăn vào đấy. Thế nên là thứ là độc thì không đến mức là độc, nhưng mà hại thì là có. Trò chuyện từ nãy giờ thì chắc hẳn là quý vị khán thính giả cũng thấy là anh Phong, một vị khách mời yêu hoa sứ của chúng ta, đã có khá nhiều kinh nghiệm, đúng không? Không biết là từ khi nào thì anh Phong bắt đầu yêu hoa sứ và nghiên cứu về loài cây này? Nghiên cứu về hoa sứ thì chắc là vì nó cũng là người gia truyền, thế nên từ bé thì mình đã ở trong cái làng cây cảnh, chợ hàng ở Bốt Tròn thì đông ấy, là chợ hàng cũ, thì là nó đã tiếp xúc với mình từ bé rồi, thế nên là cũng khó nói được là từ bao giờ và từ đâu mà có được cái cảm giác đấy. Đấy, nhưng mà hoa sứ thì hồi bé thì mình cũng thích hay đọc sách, đọc văn thơ ấy, thì nó có xuất hiện trong nhiều cái tác phẩm văn học, hay là cũng như cái bài hát, ví dụ như là đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ nhà nàng ấy, thì những cái tác phẩm ấy nó đều nhắc đến cái cây hoa sứ. Và một cái nữa là cái cây hoa sứ thì từ bé là mình đã thấy nó mang lại cái giá trị kinh tế cho gia đình mình. Thế nên là người ta cũng như mọi người, như ai mang cái điều tốt đến cho mình thì mình sẽ yêu thích nó, thì nó mang đến kinh tế, mang đến cái cuộc sống sung vầy cho mình, thì là mình yêu thích nó.
hoa sứ không những đẹp mà còn có mùi thơm đúng không ạ? Vâng, nó có mùi thơm nhẹ nhẹ vào buổi tối. À, thế có nghĩa là buổi tối thì nó mới có mùi thơm mà, hay là ban ngày cũng thế? Ban ngày thì cái lượng gió và cái không khí nặng thì chúng ta không ít cảm nhận được, gần như là phải sát mũi vào trong cánh hoa thì mới ngửi được. Còn buổi tối thì nó gió nó đưa, cái mùi nó hương nó thoang thoảng hơn. Thế thì nói đến cái việc trồng cây thì chúng ta cũng thường nhắc đến yếu tố môi trường đúng không ạ? Điều gì đã khiến cho hoa sứ phù hợp với khí hậu Việt Nam nói chung và đặc biệt là với thành phố Hải Phòng nói riêng của chúng ta, anh có thể chia sẻ? Cây sứ Hải Phòng của chúng ta thì phải nói là một cái nơi mà đất nó mặn và gần biển, thế nên cái độ nồng của muối ở trong không khí nó khá là cao. Thế nên là khi trồng cây thì những cây được lựa chọn, tại sao mà chúng ta có tên là thành phố hoa phượng đỏ chẳng hạn, thế là bởi vì cái phượng nó khỏe, nó chịu được biển, chịu được cả mặn. Thế nên là ngày xưa thần Pháp người ta đã đưa cái phượng ra, thì bên cạnh đó sau cây phượng hoặc cả tương đương cây phượng thì chỉ có cây sứ. Cây phượng thì nó lại là dòng cây bóng mát, cây lên thẳng, cây cổ thụ. Thì người ta cũng có một số rất là hiếm hoi người ta uống cái phượng thành cây bonsai, nhưng cây phượng thì chỉ là cái bóng mát là chính thôi, còn là những kia rất hiếm. Còn hoa sứ thì nó lại là cây thân lùn, nó lên mà nó tạo dáng, tạo bonsai thì rất là dễ phù hợp. Nó lại vừa có tán, vừa có củ, vừa có thân, đều có thể làm bonsai được. Ngoài ra thì nó lại khỏe, bền và tay tán nó mềm, dễ uống. Thì làm bonsai, làm cây cảnh thì người ta thường ưu tiên những cái cây mà dễ uống như vậy, thân dễ uống như vậy thì có thể tạo dáng cho cây được. Thế nên làm cho là vào cái sức sống của cây sứ rất là mạnh, khỏe, thế nên là chị được ở cây sứ mà biển như chúng ta này, ở Hải Phòng. Vâng, đúng là nhờ vào một sức sống rất là mãnh liệt đúng không ạ? Như anh Phong vừa chia sẻ thì sứ có một đặc điểm đấy là dễ uốn và tạo thành cây bonsai. Vậy thì anh có thể chia sẻ những dáng bonsai phổ biến mà người chơi sứ thường ưa chuộng không ạ? Ví dụ với cây sứ thì chúng ta sẽ phải chia ra là hai dáng như vừa rồi, chia ra hai loại cây, hai loại sứ, đó là sứ ta và sứ Thái. Thì đặc trưng của sứ Thái nó là cánh kép này, và rễ của nó thì người ta sẽ thường chơi là rễ bạch tuộc, tức là rễ hay người ta gọi là sứ kim tự tháp. Tức là người ta chăm chia cái rễ ra thành, người ta nuôi nhiều cái rễ nhỏ. Tức là cái cây sứ Thái người ta gieo bằng hạt. Thế khi mà nó từ từ bé nó lớn lên thì người ta đã cái củ nào mà củ và cái rễ nào nó to hơn bình thường, viện người ta quy ước nuôi cái bộ rễ nó chỉ bằng ngón út, thì những cái củ rễ nào nó to ngón cái người ta cắt đi ngay để tiếp tục nuôi chỉ nuôi những cái rễ và bằng út. Thì rất nhiều cái rễ nhỏ như vậy thành gọi là rễ bộ rễ bạch tuộc. Còn thì với cái bộ rễ bạch tuộc đấy thì cái cây người ta chỉ chơi được những cây dáng trực lên thẳng và cây dáng siêu siêu là được thôi, chứ họ gần lắm mới cây chơi được những cây dáng cây thái đổ xuống dưới. Bởi vì là cái bộ rễ và cái để mà đổ xuống một cái chiều đổ xuống thì có một chiều ở trên để đối trọng, thì cái bộ rễ nó đã cân rồi thì ít khi chơi được những cái dáng cổ quái kia. Còn với sứ ta thì chúng ta dâm bằng bằng thân, bằng cành qua phương pháp chiết. Thế nên là khi mà bộ rễ thì chúng ta nuôi, chúng ta lại bỏ những cái rễ nhỏ. Đặc tính chơi sứ ta là chúng ta bỏ những cái rễ nhỏ, chúng ta nuôi những cái bộ củ rễ nó phình ra thì là củ, thì chúng ta chơi những cái củ to. Ủa việc có những cây nó cả một cái cây ấy, nó chỉ có một cái củ to đùng thôi. Đấy, thì nó rất là hình thù cổ quái, nó chúng ta có thể làm thành hình những cái con vật được. Ngoài ra thì những cái dáng thế thác đổ hay là những dáng huyền nhai, rồi tất cả các dáng đều có thể làm được. Thế nên sứ ta thì về tạo dáng thì sẽ thuận tiện hơn, còn sứ Thái thì sẽ bị cố thúc trong một số dáng, và chỉ nhiều khi mà nhìn 1.000 cây có khi nó giống nhau cả 1.000. Đấy, nhưng sứ ta thì mỗi cây nó sẽ tạo ra được một dáng riêng hơn. Vậy có nghĩa là khi mà chơi sứ như là anh vừa chia sẻ thì sứ Thái thì chủ yếu là hoa là hoa kép này, và còn sứ ta thì hoa chỉ là hoa đơn thôi, nhưng mà bộ rễ của sứ ta thì lại được có thể tạo hình được nhiều hơn. Vậy thì có khi nào là chơi sứ Thái thì là chơi hoa, còn chơi sứ ta thì là chơi rễ không? Thực ra cây nếu mà chúng ta cây sứ nói chung, nói riêng và các cây khác nói chung thì thực ra là chúng ta hoa nó cũng sẽ có mùa. Thế nên là dài thì cũng được 7-8 tháng trên một năm, tức là 7-8 tháng trên 12 tháng. Thì nguyên tắc là cây cả cái mùa nó không có hoa, không có lá cũng đã phải đẹp rồi. Cây cảnh nói chung thì người ta có những cái dáng nó là lá rụng trà xuân, tức là vặt trụi lá đi, cây nó vẫn phải đẹp, vì nó đẹp bởi cành, bởi tay tán, nó đã đẹp sẵn rồi. Thì cái dáng là dáng lá rụng trà xuân, bởi vì đôi khi cái dáng mà nó sau đó là sau dáng đấy là nó nhú nhú một chút lá ra, lá non thôi, là cây cũng đã phải đẹp rồi. Chứ không phải là, còn nếu mà cây chỉ mượn hoa để đẹp
thì thực ra là đấy gọi là làm dối một chút, làm nhanh, làm dối để mượn hoa để cho nó đẹp, nhìn ấy bắt mắt hết hoa là không đẹp nữa. Và những cây tiêu chuẩn và những cây gọi là nghệ thuật thì là ngay cả không có hoa mà trụ lá rồi thì cây cũng phải đẹp. Và khi mà chăm sóc hay là trồng cây hoa sứ mà chẳng may mà cây có cái hiện tượng mà bị chết đấy, thì hoặc là sinh trưởng không được tốt lắm, thì lúc đấy thì mình sẽ có cách khắc phục như thế nào? Tôi nghĩ rất nhiều vị khán thính giả rất quan tâm. Thực ra mình phải chia ra lại, cũng phải chia ra hai phương án. Đúng. Một là như vừa rồi là cái phương án mà chúng ta thay chậm, thay dễ mà nó bị dấu hiệu là kém và dấu hiệu sắp chết, đó là nó bị thối. Cái củ của nó hoặc cái thân của nó bị thối nhũn. Cây sứ là cây thân mềm. Thế nên là cái bệnh, một trong những bệnh đặc trưng đó là bệnh thối nhũn. Thì nếu mà chúng ta thối nhũn do là việc chúng ta thay chậm, chúng ta động can thiệp vào cái bộ rễ và cái của nó, thì chúng ta chỉ có cách là nhổ lên và treo khô, lập tức treo vào trong dâm và treo khô. Thì đấy là cách duy nhất, nhưng mà đấy là biện pháp gọi là chữa bệnh rồi. Bởi vì là chúng ta đã bị mắc phải cái tình huống kia, đấy là chúng ta bị sai với cái cây, sai với cách sống của cây, là chăm sóc sai. Còn nếu mà với những cây mà chúng ta đang chăm bình thường, đang hoàn toàn tự nhiên, không có động gì cả, mà cây nó bị dấu hiệu thối nhũn, thực ra cái xác suất này nó là 1/1000 hoặc 1/10000 cũng thế, 1/1000 thì mới có, bởi vì là cây rất khỏe. Thì nếu mà chẳng may nó bị thối nhũn như thế thì chúng ta sử dụng các cái thuốc chống thối nhũn của các cái thuốc này thì của nhà nông nông nghiệp, của bộ nông nghiệp cũng đã cấp phép và thẩm định rồi. Thì chúng ta dùng những cái thuốc đấy, chúng ta phun vào cây và cũng là đưa vào trong dâm hơn, đưa vào trong dâm và tránh mưa. Thì thực ra cây sứ nó chỉ có bệnh nặng là bệnh thối nhũn thôi. Thì thực ra là một tự dưng thì ít khi bị lắm, nhưng chỉ có thể là chúng ta dao kéo hay cái gì đó quẹt vào làm nó bị sứt ra. Sau đó chúng ta, nếu chẳng may bị sứt mà chúng ta phát hiện được, thì chúng ta bôi vôi vào. Bôi vôi là xịn rồi, cao cấp. Còn nếu thời nay mà ít có vôi, vì ngày xưa thì vôi của các cụ rất là phổ thông, ăn trầu thì vôi nhiều, ngày nay không có vôi, thì chúng ta có thể ra hà xi măng xịn một nắm, hoặc một nắm mà một nhúm một chút, chúng ta bôi vào đấy để cho nó liền cái da lại, nó không bị nước xâm nhập vào qua cái lỗ đấy, thì là cái cây sẽ an toàn. Còn lại nếu mà chúng ta không để ý được, nó mới xảy ra cái tình trạng thối nhũn, là thực ra nó bị sứt sẹo. Ví dụ nó đang để đấy nhưng có người đi qua, có cái vệt gì chúng ta bê cái gì nó quẹt vào sứt nhưng chúng ta không để ý, thì cái nước nó sẽ thấm vào cây qua cái đường đấy làm cho thối nhũn. Thì đấy là nguyên nhân chính của việc là tự dưng nó hỏng, chứ còn tự nó là tự nhiên và tự dưng thì rất ít, nó hiếm. Mấy cây này cực kỳ là khỏe. Tốt nhất chúng ta hạn chế, không nên đổi chuyển chậu, đúng không ạ? Đổi chuyển chậu là hạn chế. Đổi chuyển chậu rất là nguy hiểm. Và những tác phẩm nghệ thuật này thì gần như là phải tránh, gọi là chúng ta có thể quan sát ngắm nhìn nhưng mà không được xào vào hiện vật được. Tránh xào hiện vật. Có thể nói là cây sứ cũng vừa mạnh mẽ nhưng mà cũng có cái sự mong manh của nó riêng nó, đúng không ạ? Vậy thì đối với sứ mà nói thì tình trạng sâu bệnh có phải là một cái điều mà đáng quan tâm không ạ? Sâu bệnh cũng là một tình trạng đáng quan tâm. Mình nhắc đến sâu bệnh thì lại nhớ một chút cái kỷ niệm, đó là hồi bé là suốt ngày bố và mọi người là do mình cái hồi bé thì cũng muốn là con cháu vận động một chút và cũng biết giá trị của ý thức, giá trị của đồng tiền, thì là cho là bắt sâu mà bé bằng khoảng 4-5 cái đầu tăm trụ lại đấy, thì là bắt được con đấy thì sẽ có tương đối tiền. Xong rồi bắt được xong rồi bắt được những con sâu, có những con sâu nó to bằng ngón tay út, ngón tay cái thì là cực kỳ to. Những con sâu thì nó có thể ăn một đêm hai đêm, nó ăn cụt một cái cành cây ngay được. Và vì là sứ thật cây thân mềm mà, nhưng mà con sâu nó ăn nhanh, mà nó ăn hai đêm nó béo ú ra. Đấy thì chúng ta được phát hiện được. Thế chúng ta phải thường xuyên để ý quan sát, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta vẫn thường hay nói đến tác dụng của hoa sứ trong y học. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái tác dụng này không ạ? Tác dụng thì hoa sứ có tác dụng, nhưng phải nói là cái nồng độ và cái cường độ tác dụng của nó không cao. Chỉ gọi là có sử dụng thêm, mà ví dụ như hạt hoa sứ chẳng hạn, nên là có thể chữa được một số bệnh ho, hen, suyễn. Nhưng mà bởi vì là cái chất để chữa ở trong hạt đấy nó không nhiều. Thế nên là để mà ưu tiên sử dụng thì người ta có thể cùng cái chất đấy có trong cây khác thì người ta sẽ ưu tiên cái cây khác hơn, bởi vì cái nồng độ chất của cây khác nó cao hơn là cái cây sứ. Nếu mà thế nên cái cây sứ không gọi là cây thảo dược. Còn nếu mà cây sứ mà nó có chức năng chữa bệnh nhiều hơn, gọi là có một chút thôi, chứ còn nếu mà nó chuyên chữa bệnh thì người ta sẽ xếp cái sứ vào cây thảo dược ngay và là sử dụng làm thảo dược.
Vâng, có thể thấy là hoa sứ rất đẹp này và có màu sắc thu hút. Chúng ta nói thêm một chút về hoa sứ ạ. Vậy thì người chơi sứ thì thường là ưa chuộng những màu hoa như thế nào ạ? Người chơi sứ ở miền Bắc của chúng ta thì mình đã phục vụ và trực tiếp làm việc với rất nhiều các cái bác lớn tuổi, gọi là bác thật nên gọi là các ông cũng được lớn tuổi, thì những cái người mà già thì đa phần là chơi sứ ta, sứ cổ, sứ truyền thống, màu là màu truyền thống là màu tím, màu hồng, màu tím hồng đấy. Thì có những cái mùa ánh nắng nó rực thì hoa nó đỏ hơn một chút, tím hồng nhưng nó đỏ hơn. Còn lấy những cái mùa mà ánh nắng nó ít thì nó sẽ nhạt đi, nó sẽ thành màu hồng nhạt. Đấy, nhưng thực ra đấy vẫn là chỉ là một loại thôi. Và sứ hồng thì cái loại đấy là được người lớn tuổi ưa chuộng. Còn người trẻ thì lại thích rực rỡ, thì lại thích ví dụ như là ghép nhiều màu sứ, màu hoa trên màu hoa vào một cái thân cây để cho nó như kiểu là sứ ngũ sắc ấy, thì nó nhìn được nhiều màu hơn đó. Thì nhưng mà vấn đề là nếu mà ghép thế thì lại bị, đã là ghép thì là đa phần là ghép sứ Thái, thì cái bông hoa nó sẽ bị khi tàn đấy là nó còn nguyên một cái búi ở trên cây thì chúng ta lại phải vặt đi. Hơn nữa là như anh đã nói thì là cái việc mà động chạm đến cái cây sứ nó cũng rất là khó, thế nên là bản thân cái việc ghép cũng phải yêu cầu có kỹ thuật đúng không ạ? Vâng đúng rồi, cái việc ghép đấy thì thực ra là bên mình cũng có nhiều, vì cũng có một kênh YouTube, thế nên là cũng nói kỹ thì có thể nói là đã quay và hướng dẫn chi tiết cho các cụ các bác xem là cách ghép như thế nào. Nhưng thực ra là nó cũng gọi là chuyên môn hóa cao, nên là xem như vậy nhưng mà để mà thực hành và ghép được như vậy thì chắc cũng phải ghép trên vài trăm lần đến hàng nghìn lần thì bắt đầu mới ghép được. Đấy, thì là chúng ta cắt lấy những cái đoạn nó ngắn ngắn khoảng bằng hai đốt tay đấy, hình trụ, sau đó chúng ta đặt lên cái phần thân cũ, sau đó chúng ta úp một cái mảnh ni lông vào để chống nước, sau đó buộc nịt vào thôi. Chỉ đơn giản thôi, thì ghép để cho các cái mạch thân cây nó nối được vào với nhau. Sau khoảng một tuần hai tuần thì chúng ta gỡ ra thì là nó sẽ ăn vào đấy, thì bắt đầu sau này nó mọc ra cành ra hoa. Nghe thì rất là đơn giản như thế thôi, nhưng mà thật sự là để mà thao tác và thao tác được thành công thì chắc là cũng phải trải qua nhiều lần thất bại đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì hẳn là anh cũng nắm được phần nào là những cái ví dụ như là hoa sứ ấy ạ, thì chúng ta có những cách phân chia nào ạ? Phân chia theo giống này, theo nguồn gốc xuất xứ này, có cách phân chia nào theo màu sắc không ạ? Hoa sứ thì đa phần là chúng ta phân chia theo nguồn gốc thôi, đó là sứ Thái và sứ ta. Còn lại màu sắc thì trong sứ Thái lại phân ra các cái màu như mình vừa kể là đỏ, cam, vàng, tím, trắng. Còn lại sứ ta thì đa phần là sứ hồng, họa hoàn rất hiếm thì tìm được cây sứ ta, sứ trắng. Thì có thể nói là hiếm, nó là như kiểu là đột biến. Thì trong cũng rất nhiều cây, thì ví dụ như cả vườn mà giữ được có khoảng vài cây sứ ta mà màu trắng, thì thực ra vài cây cũng là từ một cây chúng ta nhân ra thôi, chứ còn thực tế là màu sắc của sứ gì khó tìm thấy. Đa phần là người ta chia theo, bởi vì là chia theo sứ ta và chia theo sứ Thái thì nó cũng đồng thời là chia theo cái đặc tính nhân giống, tức là sứ Thái thì luôn luôn là nhân giống bằng hạt, giống hạt, và sứ ta thì luôn luôn là chúng ta chiết cành rồi. Thực ra là trong sinh học ấy, thì ngày xưa mình học sinh học mình cũng để ý đó là cái cây chiết thì nguyên tắc là không bao giờ sống lâu được bằng cái cây giao hạt đó. Nhưng mà thực tế là có những cái cây sứ mà nó cũng sống lâu lắm rồi mà chưa thấy dấu hiệu gì, và chúng ta thấy là trong tất cả các cái đền chùa miếu mạo hay là nhà thờ thì gần như là nơi nào cũng xuất hiện những cái cây sứ to to, có thể nói là to khổng lồ ấy, to và cao, thì nó ở đấy rất là lâu năm rồi và nó cằn cỗi. Nhưng mà nó thì bởi vì là các cái sư chùa người ta cũng không họa vần là tưới hoặc chăm bón một chút thôi, chứ cũng không có điều kiện nhiều, nhưng nó rất khỏe, và chính vì như thế nên nó cằn. Ở Hải Phòng chúng ta có một đôi cây sứ cực kỳ là lịch sử, đó là ở trước cửa trước là khách sạn là Chay Hotel, bây giờ là khách sạn Nam Cường. Đôi sứ đấy thì thời ông nội mình mà bảo là thời ông còn thanh niên như cháu bây giờ đã thấy nó ở đấy rồi. Đây thì là ông nội và bố thì cũng bảo là hồi bé sinh ra đã thấy là đôi sứ ở đấy rồi, từ cái chậu đến đôi sứ là nó ở đấy rất lâu rồi, không biết là từ bao giờ, có thể nói là chắc là từ trước khi cái khách sạn ra đời luôn. Có nghĩa là cái tuổi đời của cây hoa sứ có thể là nó sẽ rất là dài đúng không ạ? Thế bây giờ mình mà mới bước chân vào nghề chơi hoa sứ để mua một cái chậu hoa sứ thì cái giá thành nó khoảng như thế nào nhỉ? Một cái chậu sứ thì thực ra là tiền nào thì cũng có những cái chậu cả, nhưng ví dụ những cái chậu sứ mà phổ thông đường kính 85 cm đường kính chậu á,
thì trồng được một cây vừa trong đấy thì từ khoảng 1,5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu cũng có với cái chậu đấy, bởi vì là nó còn tùy theo dáng thế và cây đẹp cây xấu. Cây xấu thì chỉ khoảng từ 1,5 triệu, 2 triệu là đã có một chậu như vậy. Còn những cái cây sứ nhỏ nhỏ này thì ngày nay cũng ít, bởi vì là ít người nhân giống cây sứ nhỏ nữa, mà người ta chơi và phải làm ngay từ cây to. Người ta sẽ nhập phôi về những cây to sẵn, tương đối sẵn mà nhập trồng tiếp, chứ người ta không trồng từ cái công đoạn là dâm cành hoặc trồng từ gieo hạt lên là người ta không trồng nữa. Như anh nói thì là sứ trắng thì thật sự là sứ ta mà trắng thì rất là hiếm, vậy thì giá thành của nó hẳn là cũng sẽ cao hơn hẳn các loại khác đúng không ạ? Giá thành thì có thể nói là cao hơn và gần như là các nhà vừa không bán bởi vì nó quá hiếm. Thế nên là kể cả như vườn mình nên là không bao giờ bán đi cả, bởi vì nhân giống nó rất khó và cũng chưa nhân được bao nhiêu để bán, chỉ có để gọi là mang tính sưu tầm và kỷ niệm để đấy. Hiện tại thì vườn nhà mình có bao nhiêu cây sứ trắng? Dạ có được khoảng 3-4 cây sứ trắng, sứ ta trắng. Mà như anh nói là quy mô trồng là bao nhiêu cây? Những cái chậu sứ to thì hơn hàng nghìn chậu, đường kính gần 1 mét đấy, là hơn 1.000 chậu ấy, nhưng mà sứ trắng thì chỉ có được vài cây thôi. Nói chung là rất hiếm. Quý hiếm. Vâng, vậy thì từ đầu tới giờ nghe anh chia sẻ thì hẳn là nhiều người cũng muốn bắt tay vào trồng hoa sứ, nhưng mà như anh nói ạ, là nhiều khi trong ngay kể cả trong cái quá trình mà thay chậu thôi thì cây sứ mình thay chậu sai cây sứ nó cũng chết, nhưng mà nó lại không chết ngay. Vậy thì làm sao để mà người mua sứ, người bắt đầu chơi có thể phân biệt được và chọn cho mình một cái cây mà nó có thể sống lâu sống bền ạ? Thực ra là cái này thì là chúng ta tinh ý một chút là chúng ta sẽ để ý được những người chơi lâu năm. Đầu tiên là chúng ta phải biết được cái nguyên lý, đó là nếu cái cây mới thay chậu thì nó sẽ rất dễ chết, vì nó có thể chết muộn từ khoảng nửa năm đến một năm sau nó sau khi ngon lành nó mới chết. Thì chúng ta mua chúng ta phải để ý cái chậu và để ý cái cây và mặt đất nó rêu phong nó phủ thì ít nhất nó cũng phải được nửa năm một năm hơn một năm rồi, và cái chậu nó phủ kín rêu phong. Thì những cái chậu đấy là cây đã vào chậu rất lâu rồi và chưa có dấu hiệu bị thay đổi. Thì mua những chậu cây đấy rất là an toàn. Đấy, chứ còn nếu chúng ta mua những cái chậu mà chậu nó mới tinh, nó sạch sẽ quá, mặt đất cũng không có rêu gì cả mà mặt đất kiểu dấu hiệu của mới thay, thì chắc chắn là cây mới thay rồi. Thì chúng ta lại khi mà mới thay không phải nó chết ngay, mà mới thay nhưng mà không đúng cách thì sau này nó mới chết. Chứ còn mới thay mà đúng cách thì cái đấy thì chúng ta lại phải yêu cầu cái sự bảo đảm từ những nơi mua nhà vườn. Tất nhiên như vườn mình thì sẵn sàng có thể bảo hành cho khách được từ 1 năm đến 2 năm thoải mái kể từ lúc mua, trừ một số yêu cầu, ví dụ như là cam kết là mình sẽ ví dụ dội nước sôi vào cây thì chịu rồi, và thứ hai là dội những cái nước tẩy rửa nước da viêm vào thì không mới được. Tất nhiên trường hợp chưa xảy ra, nhưng mình cũng phải đề phòng. Mình làm việc với khách thì mình cũng báo trước là nếu như tình huống như thế thì chắc chắn là cây chết thì mình không bảo hành được. Chứ còn lại nếu để không một túi nước bình thường thì không thể nào chết được. Sẽ có cách để cứu đúng không ạ? Và nói đến nghề cây cảnh ở Hải Phòng thì một trong những địa điểm mà chúng ta không thể không nhắc tới đó chính là chợ Hàng. Chợ Hàng thì nằm ngay trên trục đường Đông Đúc mang tên Hoàng Minh Thảo, và có thể nói rằng đây là một phiên chợ truyền thống ở Hải Phòng. Chợ có lịch sử lâu đời từ thời Pháp và cũng là một nét đẹp văn hóa hiếm hoi của thành phố, gắn liền với sự phát triển của nghề cây cảnh, đúng không ạ? Dạ vâng, thưa anh, vậy thì chúng ta đã nói từ đầu đến giờ về cây hoa sứ cũng như là về cây cảnh, thì theo anh thì thú chơi cây cảnh Hải Phòng có từ bao giờ và gắn liền với sự phát triển của chợ Hàng ra sao ạ? Thực ra là cái trước hồi mà mình bé lớn lên ấy, mình cũng đã tìm các cái tài liệu ở trên mạng hay các thứ, cho đến bây giờ vẫn đang tìm thử xem trên mạng họ viết như thế nào về nguồn gốc của cây cảnh và nguồn gốc của cái làng chợ Hàng ở Hải Phòng. Nhưng từ đấy những tài liệu gần như là không có, bởi vì những cái người mà biết được cái nguồn gốc ấy thì đa phần là rất là già hoặc là cũng không có đủ minh mẫn nữa rồi. Thì chúng ta sẽ phải đọc trong những cái gia phả, chỉ đọc được những cái gia phả của những cái dòng họ mà ở khu vực chợ Hàng hay là Bốt Tròn đó thì mới biết được. Viết trong những gia phả thì lại viết bằng chữ Hán, rồi những cái cuốn gia phả thì nó lại bị qua thời gian nó bị mối mọt đi rồi, thì chữ được chữ không. Thế nên là nhưng mà chúng ta qua tìm hiểu thì từ cái làng chợ Hàng này chúng ta sẽ có được cái từ sau cái thời kỳ mà Pháp thuộc, từ sau những năm một đầu những cuối những năm 18 là thời điểm đấy chúng ta xác định được khoảng đó là cái thời điểm mà bắt đầu phát hiện hình thành ra cái chợ Hàng. Thời điểm đấy thì là người ta vẫn họp chợ vào những cái ngày ví dụ như là ngày 3, ngày 8, ngày 18, 28 hàng tháng. Thì là nó chưa phải là họp hàng tháng,
Nhưng mà sau này thì dần dần khi mà cách mạng chúng ta chiến thắng, chúng ta giành được độc lập, thì chúng ta bắt đầu là cố định họp hàng tháng, họp hàng tuần, là vào chủ nhật hàng tuần. Thì bên cạnh đó cây cảnh thì người ta ưu tiên hơn họp thêm một ngày nữa là thứ bảy. Thế là thứ bảy đã có chợ hàng đã bắt đầu mở bán cây cảnh, còn chủ nhật thì sẽ bán tất cả các thứ khác. Vì bán rất nhiều hàng hóa, thế mình gọi là chợ hàng. Và thứ nhất là ở trong miền Nam và miền Trung thì mình cũng chưa được đi nhiều, nhưng mà quanh khu vực miền Bắc này thì thực sự là không có một cái chợ nào gọi là chợ phiên chính cống như hàng tuần như kiểu chợ hàng của chúng ta. Vâng, vô cùng độc đáo. Chúng ta ví dụ đất nước Việt Nam có chợ tình hay là chợ phiên rồi các thứ, nhưng mà nó có thể là một năm một lần hay là một quý một lần hay một tháng một lần, chứ hàng tuần thì như chợ hàng thì gần như là không có được. Và chợ hàng có thể nói là cái nơi của cũng không biết bao nhiêu con người và gia đình, bởi vì là chỉ cần vì cái lượng khách hàng, lượng khách và người chơi đi mua rất là đông. Nhiều khi là người ta đi chơi thôi, nhưng mà thấy hay thì người ta mua. Thế nên là nó đã nuôi sống được không biết bao nhiêu gia đình. Vì chỉ cần là chúng ta thuê hoặc mượn lại một cái vỉa hè, chúng ta tranh thủ một ngày cuối tuần chúng ta bán, thì nếu mà khéo ra cũng có thể bằng được nửa tuần lương làm việc hoặc một tuần lương làm việc rồi. Thì một gia đình nhiều khi là bốn người, bốn mẹ con cái thì ra bán một ngày chủ nhật và một ngày thứ bảy là cũng có thể tương đương với một người công nhân lao động đi làm nửa tuần một tuần được. Đấy. Nói là chợ hàng cũng mang lại khá nhiều những nét độc đáo, và cũng là nơi mà người dân có thể kiếm kế sinh nhai và gắn liền với chợ hàng từ khá lâu rồi, đúng không ạ? Chị Phương Huyền không biết là mấy hôm vừa rồi thì Thiên Trang cũng mua đi chợ hàng và có mua về nhà hai cây hoa giấy cảnh rất là đẹp. Cũng quên mất, chẳng may là chuyển một cái gốc đấy sang một cái chậu khác to hơn một chút, thì cũng thấy đầu tiên lá hơi héo héo, nhưng mãi sau mà thấy mấy ngày là tươi sức sống trở lại quá, cũng đỡ lo. Không, hoa giấy thì nó dễ chuyển hơn. Bây giờ hoa sứ chỉ có hoa sứ có đặc trưng là chuyển sang, tức là hoa sứ là nó không chịu được sướng, không chịu được chăm sóc, mà người ta phải bỏ mặc nó một chút và khắc nghiệt với nó một chút thì nó mới khỏe được. Còn hoa giấy thì thực ra là khi chúng ta chuyển bầu, chúng ta tất cả các cây chuyển bầu chúng ta tránh đậm rễ, đậm bầu của nó, thì nó giữa cây rễ cây nó bị đậm cái thì nó bị mệt, nó không ăn được dinh dưỡng, thì trong vài ngày đấy cây nó sẽ bỏ lá. Thì chúng ta trồng lại xong chúng ta để chỗ hơi râm hơn một chút so với bình thường của nó, sau đó là chúng ta tưới nước dần dần là nó sẽ phục hồi được. Và hoa giấy thì đặc trưng, hoa giấy cũng là một cây phù hợp với khí hậu của Việt Nam và miền Bắc, tức là nắng nóng ẩm, thì càng phơi nắng thì hoa giấy càng đẹp. Và hoa giấy thì được cái là giấy ta thì nó cũng đã có rất nhiều màu rồi, chứ không phải là giấy Thái và giấy Mỹ thì mới có nhiều màu nữa. Như kiểu xứ kia thì giấy ta nó đã có đỏ, có hồng, có cam, có vàng vàng đậm, có vàng nhạt, có trắng, đã là rất là nhiều màu rồi, và đấy là cánh đơn. Còn có loại ví dụ như giấy Thái, giấy Mỹ thì nó là cánh kép, thì giấy Thái, giấy Mỹ lại chỉ có màu tím hồng thôi, màu tím hồng và cánh kép, nó hơi ngược với hoa sứ một chút. Tôi nghĩ như đây là một quyển bách khoa về các loại cây đấy không Huyền. Rất may hôm nay lại mời anh Phong đến lại đúng rồi, sau khi mà chị Thiên Trang vừa mới đi chợ hàng xong mấy cái cây. Vâng, và cũng như anh Phong đã chia sẻ một chút ở phần trước của chương trình thì chơi cây cảnh cũng cần rất nhiều công phu, nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều niềm vui. Vậy thì anh có thể trao đổi thêm về niềm vui cũng như là những cái sự vất vả trong việc chơi cây cảnh? Thực ra là như mình vừa chia sẻ ngay từ đầu, thì đầu tiên cái niềm vui là nó mang lại cái giá trị kinh tế cho cái người chồng, người nghệ nhân. Nhưng thực ra là với người trẻ mình thì hay đặt cái tính kinh tế lên hàng đầu. Đấy, sống thực tế một tí, không dám nói thực dụng nhưng mà nói là thực tế. Còn với những người già thì cái người ta, bởi vì là cái cây nó người ta chăm nó từ lúc nó bé, hoặc từ cái lúc nó bé bé tuổi so với nó thôi, chứ không dám nói cho người thì nó là bé. Dựng cây sứ 10 năm, một người 10 tuổi thì bé, chứ cây sứ 10 năm thì nó to lắm rồi. Đấy, nhưng với những cái ông lão là những cái người chăm cây ấy, già thì cây đấy cũng người ta chăm nó như kiểu đứa con tinh thần của người ta. Người ta chăm, người ta nuôi nó từ cái lúc cái tay cái tán như thế này. Lúc người ta nhận nó về, người ta đã khắc họa là việc người ta sẽ làm cái tay này, cái tán này 10 năm sau nó sẽ được cái kia, thì người ta ngày nào cũng đi ra đi vào lắm và chỉnh nâng niu nó từng chút để nó theo được cái dáng thế đấy. Thế nên là nó là những cái tài sản vô giá. Có những cái người mà người ta nhất quyết không bán, không bán, cực kỳ khó mà mua được của những cái người già như vậy. Trừ khi là cái người mua có mua để phục vụ những cái mục đích nó cao cả một chút, ví dụ như mua để cung tiến vào chùa, vào đền thờ, thì những cái chủ nhân của cái cây sứ mới bán. Và những cái cây sứ này thì
chúng ta ở Việt Nam chúng ta thấy cái tinh thần dân tộc cũng cao, chúng ta không bán ra nước ngoài, gần như là không bán ra nước ngoài, chỉ bán và lưu truyền ở trong nước thôi. Khách nếu khách nước ngoài mua thì gần như những người già là cực kỳ người ta không bán, bởi vì với quan niệm của người ta là cái bảo vật quốc gia thì người ta muốn giữ ở quốc gia của mình, có thể người khác giữ nhưng nó vẫn ở trên đất nước Việt Nam, vẫn ở các cái mái đình mái chùa của Việt Nam, và đến đâu thì cũng có được những cái cây sứ đấy, cây sứ cây đại đấy, chứ còn người ta không muốn để những cái gọi là bảo vật quốc gia đi, chưa đến mức đấy, nhưng mà có những cây không được cấp chứng nhận nhưng mà với người ta nó là bảo vật là của người ta đi, thì người ta không muốn nó ra nước ngoài, chỉ muốn nó ở lại với người ta thôi. Tôi để nói là nó mang lại một cái giá trị tinh thần vô cùng lớn, đúng không ạ? Đặc biệt đối với người chơi cây cảnh. Mặc dù chúng ta có một chút về nghề, thế nhưng mà ở bên cạnh đấy thì tôi thấy là dường như là cái niềm yêu thích trong cái việc trồng cây nó lớn hơn là cái việc làm kinh tế, đúng không ạ? Đấy, chính vì vậy mà nhiều người không muốn bán. Vừa rồi trên fanpage của chúng ta thì cũng có một khán giả xem livestream muốn hỏi một câu, đấy là anh có thể có nhiều người thì là nhầm giữa hoa sứ này và hoa đại, thì anh có giữa hai loại hoa này có sự khác biệt như thế nào? Tại vì công nhận là nhìn về hình dáng bên ngoài thì nó cũng khá là giống nhau, đúng không ạ? Hoa sứ với hoa đại thì đầu tiên là cái tên là làm cho người ta bị nhầm lẫn. Thực ra là nhiều người gọi cây đại cũng là gọi cây sứ, nhưng mà để cái phân biệt đầu tiên thì là màu sắc, bởi vì hoa sứ vừa giới thiệu là màu trắng thì rất ít, hoa đại thì nó có hai màu, đó là màu trắng nhị vàng và màu đỏ hồng. Thì nhiều khi là cái màu đỏ hồng mới lẫn được sang với cây sứ thôi, chứ cái màu hoa đại mà hoa đại trắng thì gần như là không để lẫn sang được rồi. Và cánh của hoa đại thì nó to hơn, và cái đài hoa đại nó nhỏ, nó ngắn hơn, còn đài hoa sứ thì rất là dài, sau đó cánh xòe vừa vừa. Còn ngược lại của hoa sứ thì hoa đại thì đài ngắn và cánh to tròn tròn hơn là cái hoa sứ kia. Hoa sứ thì cái bông nó nở ra là dài, và chùm hoa sứ thì có thể nói là lớn hơn cái chùm hoa đại. Chùm hoa đại bởi vì một bông nó đã to rồi, thế nên là nó cũng lớn cũng nhiều nhưng mà nó không dày như kiểu cái chùm hoa sứ rồi. Cũng có một khán giả khác thì hỏi là anh ơi, anh nói là hoa nó có nhiều màu như thế thì hẳn là cũng có nhiều người chụp hình với hoa đúng không? Và yêu thích cái việc mà chụp hình với lại hoa sứ đúng không? Rất nhiều khách hàng cũng như là chỉ là người dân thôi ở quanh khu vực vườn mình ấy thì cũng đi qua, vì là vườn để nhiều cây và nó có đường lối lối, thế nên là nó thành như kiểu là một rừng đấy, thì rất nhiều là người dân đi qua, nhiều khi người ta đạp xe đi qua, người ta nhìn thấy vào vườn lại treo biển là miễn phí chụp ảnh, thì là những cái người dân người ta vào người ta chụp rất là nhiều. Và mình cũng dựng cho người ta những cái như kiểu cái cầu thang ấy để gác để đứng lên, cái người chụp đứng lên chụp từ cao xuống, thì cái người đứng ở dưới ấy, được chụp ấy, người mẫu ấy, là đứng ở giữa vườn thì như là đứng ở giữa một cái rừng hoa, và thường là chụp với cái rừng hoa màu hồng là nhiều, chứ cái những cái màu khác thì lại ít được chụp hơn. Bởi vì cái màu hồng là như giới thiệu nó là cái màu truyền thống của hoa sứ, nên là nó khỏe, cây truyền thống và cây giống gọi là gen lặn gen trội thì nó khỏe hơn nhiều là cái gen lặn, và hoa nó ra rực và ra mạnh, ra khỏe, ra dày hơn được các cái gen màu kia, những cái gen màu kia là gen lặn, thế nên là cái màu hoa, cái cường độ hoa và cái độ dày nó cũng không nhiều bằng cái giống màu hồng được. Tôi chưa có bộ ảnh hoa sứ nào với chị Phương Hiền đó. Chị Thiên Trang là một người mà rất là thích chụp ảnh với lại hoa. Vâng, thì từ tưởng tượng là nếu như mà vào một ngày mà trời ánh sáng đẹp này, trời nó nắng, thế xong rồi ánh sáng nó chiếu vào trong cái bông hoa sứ màu hồng, màu sắc nó lên đẹp như thế, thì những cái bức ảnh mà chúng ta chụp phải gọi là cực phẩm đấy ạ. Dạ vâng, không biết là địa chỉ ở đâu, anh có thể chia sẻ một chút cho quý vị khán thính giả. Trang trại hoa sứ này thì là ở chân cầu Lâm Khê. Tức là ngày trước thì cũng nếu mà đi thì rất là xa, nhưng ngày nay thì chúng ta xây cái tuyến đường Vương Banh ấy, thì một nhánh đặt tên là Bùi Viện, một nhánh đặt tên là Nguyễn Trường Tộ. Thì chúng ta đi từ hướng bến xe Vĩnh Niệm, chúng ta đi qua cầu, đầu tiên là qua cầu Bùi Viện, là từ quận Lê Chân sang quận Kiến An. Sau đó đi một đoạn chút nữa là lên cầu, qua cầu Lãm Khê, thì lại chuyển từ quận Kiến An sang huyện An Dương. Thì đấy là trang trại, ngay xuống là chân cầu là trang trại, thì rất là dài. Trang trại khoảng 10.000 mét và khu vực hoa sứ cũng phải đến vài nghìn mét và trải dài mấy trăm mét ở mặt đường. Cũng như là ở trên cầu mà nhìn xuống cũng đã thấy là rực rỡ rồi. Chắc chắn có một lúc nào đó khi mà sắp xếp được thời gian, có điều kiện thì tôi và Phương Huyền cũng sẽ đến để chụp, để có ghi lại những bức ảnh đẹp với hoa sứ của vườn cây nhà anh, đúng không ạ?
Vâng, vậy thì câu hỏi cuối cùng mà chương trình muốn dành cho anh ạ, đấy là với những người muốn bắt đầu chơi sứ nói riêng và những người mà muốn chơi cây cảnh nói chung thì anh có lời khuyên gì cho họ, những người mà mới bắt đầu? Thực ra là bắt đầu một cái gì đó thì chúng ta, theo Phong nghĩ là chúng ta cần phải có cái niềm đam mê và yêu thích với nó. Với hoa sứ hay là với cây cảnh thôi thì chúng ta cần phải hiểu một chút về cái nguồn cội của nó, tại sao lại có những người từ trẻ đã thích cây rồi thì chúng ta không nói, nhưng có những người là rõ ràng thấy là hồi trẻ người ta ghét cây, xa lánh cây lắm đấy, nhưng càng về già thì càng thích. Thì phân tích gọi là về triết học một chút thì con người chúng ta là bắt nguồn từ loài vượn. Ngày xưa là chúng ta sống trong rừng, gần cây gần cối, chứ sống trong hang, chứ không phải là sống trong bê tông rồi sắt thép như ngày nay. Thế nên là khi người già ấy, người trẻ thì có thể hồi trẻ chưa thích, nhưng về già thì cái bản năng, cái trỗi dậy, cái ẩn sâu bên trong con người ta trỗi dậy thì làm cho người ta rất là muốn trở về với thiên nhiên, thì người ta sẽ thích cây xanh. Đấy, ngoài ra thì theo các nhà tâm lý học thì cái màu xanh là cái màu rất là an toàn. Thế nên là đa phần các cái đồng tiền trên thế giới đều dùng là màu xanh cả. Vâng. Và các cái nút đặt hàng hay nút thanh toán ở trên các cái trang thương mại điện tử người ta đều dùng màu xanh lá cây. Vâng. Bởi vì màu nó là màu an toàn mà tạo cái cảm giác là yên tâm cho cái người sử dụng. Thì chúng ta đầu tiên là phải biết được cái đặc tính về cái tại sao mà con người lại yêu thích cái cây được thế. Thì ngoài ra ví dụ như là cây xanh thì người ta có những cái cây đó, như là chơi cá thì dưỡng tâm, chơi cây thì dưỡng trí, chơi chim dưỡng trí, và chơi cây thì là dưỡng thần. Tức là chơi cây thì nó sẽ làm cho cái thần thái, cái dung mạo của con người ta, chúng ta trẻ trung ra và lưu giữ được cái nét thanh xuân là lâu hơn. Bởi vì là thực ra ngày xưa thì người ta nói vậy nhưng người ta không biết, nhưng mà cây thì là theo sinh học ấy, là cây thì ban ngày nó hút CO2 là khí độc, và nhả oxy là khí tốt. Thế nên là nó làm trong lành được cái môi trường. Thì con người gần cây gần cối nhiều, buổi tối thì chúng ta ngủ. Thế nên là ít khi đặt cây trong phòng ngủ, mà cũng đặt cây trong phòng ngủ thì đặt những cây ít lá. Thế nên là tối thì không gần cây thì không bị nó hút oxy và nhả cái khí độc. Còn ban ngày buổi sáng sớm chúng ta ra thì luôn luôn mà hít được những cái khí trong lành, thì thế nên làm cho cái cơ thể khỏe mạnh. Thì tự dưng là người con người chúng ta sẽ tươi trẻ và khỏe khoắn hơn. Vô cùng hợp lý và chính xác, đúng không ạ? Chơi cây dưỡng thần. Và ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh Phong đã đến tham dự lời mời và chia sẻ rất nhiều những thông tin, đặc biệt là với cây hoa sứ, cho quý vị khán thính giả cũng như là Thiên Trang và Phương Huyền được biết, được am hiểu thêm về loài cây hoa sứ. Và một lần nữa thì Sơn xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Vâng, cảm ơn anh ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp 1 giờ với Hải Phòng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp 1 giờ với Hải Phòng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, là người Hải Phòng thì hẳn ai cũng không còn xa lạ gì với lễ hội Hoa Phượng Đỏ, một lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hoành tráng, hấp dẫn, đặc sắc, rực rỡ sắc màu và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố cảng, đúng không ạ? Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lấy hình ảnh hoa phượng gắn với vùng đất, con người Hải Phòng làm nên cốt lõi và được thể hiện qua các hình thức biểu diễn văn hóa.